đường này là đường đi làm nương làm rẫy thảo quả của người Mộc. Thì khi mà khi phát triển lên từ đỉnh Phan Phang ra thì bắt đầu dân Chinh Kinh bắt đầu phát triển ra đỉnh như đỉnh Tà Chỉ Nhù đầu tiên. Phải nói sau đỉnh ấy là đỉnh Tà Chỉ Nhù. Sau đỉnh Tà Chỉ Nhù thì lúc đấy là đi lên đây thì đi tí thì nhiều người bắt đầu nhìn thấy đỉnh cao mới. Bắt đầu là sau năm 13 thì bắt đầu phát triển lên dần Bạch Mộc Lương Tử thì có nhiều người đi thì bắt đầu người biết. Trận mưa sáng sớm nay làm đường trơn trượt mà chúng ta đi thì phải đi theo đường mòn toàn đất đi lên. May mà có mấy khúc gỗ như thế này cho nên là cũng đỡ hơn nhiều, nhưng mà phải rất cẩn thận bởi vì đường rất là trơn. Vượt qua được 100m dốc đá dựng đứng, đôi lúc mình phải có những cái môi trường mình mới thử thách được cái sức chịu đựng của mình. Ngày và đi bộ hơn 30km đường rừng, cuối cùng tôi cũng đến được nơi. Đây chính là chóp Bạch Mộc Lương Tử ở độ cao 3046m. Quả là một hành trình vô cùng tuyệt vời.